Đúng là mía em trộm là ngon nhất. Anh sao, có chuyện gì? Có thằng đánh em, anh giúp em với. Nói ta xem làm sao nó đánh. Chuyện là như thế này anh. Gà canh ngon đấy. Xin miếng bạn ơi. Không được. Bỏ ra bạn ơi. Xin miếng thôi. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Xin miếng thôi mà. Ra. Sướng à. Mày đợi ấy. Mày đùa lắm. Chờ tao đi gọi người. Hai kể ra nội công nó cũng thâm hậu. Tiếc là cách đây hơn 30 năm về trước, ta đã rửa tay gác kiếm rút khỏi chốn giang hồ. Vì sao anh lại rút khỏi chốn giang hồ? Chuyện cũng dài dòng lắm. Ta còn nhớ chả xấu gì cậu, tôi từng là một võ lâm cao thủ, phải nói là cao lắm luôn ý. Tôi còn nhớ lúc đó các môn phái tranh giành nhau đứng đầu top 1. Mạnh nhất vẫn là phái Giáng Long Phịch Phạt Trưởng. Nhưng cậu biết đó, vào kít dày có móng tay nhỏ, người đó chính là tôi. Tôi đã luyện được môn Linh Tinh Quyền và kết hợp với Lưu Tinh Trưởng, cuối cùng đã tranh được top 1 và thống nhất các bang phái. Một thời gian sau tôi bị kẻ gian hãm hại. Tôi buồn, tôi chán, nên đã dựa tay gác kiếm. Ta già rồi, giờ chân yếu tay mềm, ta không giúp được người đâu. Thôi anh bỏ em xuống, em sẽ đi được. Thôi chú khách sáo làm cái gì đây, đây anh có xe đàng hoàng nhá. Chỉ cho anh đây, chỉ cần chỉ thôi, anh san bằng hết, anh đập bẹp hết. Quý không? Ngồi im, ngồi im, chú không phải khách sáo, ngồi im. Cứ chỉ cho anh em một chút gì ạ. Bạn ơi, tớ bắn nốc 4 thằng rồi, còn 2 thằng thôi, bạn công lên đi. Cứu tôi, nhanh lên. Anh, chính là nó đấy, xử nó đi. Đấy, bên đợi anh. Bắn đi bạn ơi, bắn đi, nhanh lên. Bắn đi nó, cửa sổ kia. Ê, thằng kia. Cút. Ây. Mày có biết tao lại không? Mày có biết con mèo thường thường là con cá không? Tao nghe nói mày bắt là thằng cu hàng xóm nhà tao. Ở đây làm sao cậu? Mày không hồn thì ra xin lỗi nó. Mày mơ à? Ấy. Thế thì mày đừng có trách tao không thương động vật.